Hello, dạ Ngọc xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã trở lại kênh của Ngọc. Dạ chúc cả nhà ngày mới sức khỏe bình an và hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Dạ thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món đó là bò bía, thì Ngọc đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ Ngọc mời cả nhà cùng ăn với Ngọc món bò bía này nha, rất là thơm ngon này cả nhà ơi, Ngọc mới vừa làm xong luôn đó. Thì Ngọc mời cả nhà nha. Cả nhà chấm vô cái nước sốt đây, nước sốt tương rất là ngon này. Rồi mời cả nhà ăn với em nha. Ngon xỉu luôn. Hôm nay nhớ mua đậu phộng rồi đó cả nhà. Rất là ngon luôn. Giòn. Giòn của củ sắn, xà lách, ngọt tự nhiên của củ sắn luôn. Rất là ngon. Bò bía Sài Gòn. Cũng còn biết không đều. Con cú thì ốm nhách, con cú thì mặt cú lù lù, con cú thì to đùng, cú thì nhỏ xíu. Rất là ngon luôn. Cái nước sốt tương đậu phộng là vô rất là ngon. Củ sắn rất là ngọt luôn. Thank you.
rất là ngon luôn. Mấy chị kêu làm mà bánh bò bía rồi tới bữa nay mới làm được. Ngày xưa bò bía bán rẻ lắm, bây giờ không biết bao nhiêu một cuốc. Món gỏi cuốn với món bò bía là dễ ăn, không ngán. Ngày xưa ở dưới quê đâu biết bò bía là gì đâu. Lên Sài Gòn mới biết bò bía. Ngu vậy. Ngày xưa lên Sài Gòn có chuyện đi về quê, bạn nó hỏi gì chứ về với ai à, Ngọc nói về mình ơi. Mình đâu có biết là cái tiếng ơn đó là nó quê mùa đâu, dưới quê mới gọi thôi, xì phố đâu ai gọi cái tiếng ơn đâu. Ở thành phố mấy năm trời nhưng mà không có thay đổi được. Nói là cũng phải nói theo kiểu dưới quê vậy á. Ví dụ như thành phố người ta nói đi làm đúng không? Ở dưới quê đâu nói đi làm đâu, dưới quê nói đi mặn. Hẹn gặp lại với nó tiếp theo.